bởi vì muốn cứu những người bạn cùng lớp đang tìm đến cái chết trong cơn giông bão. Flack kích hoạt tốc độ của mình và chộp lấy túi của anh bạn. Không ngờ một tia sét đã đánh thẳng vào anh, nhưng dù vậy, Flack vẫn cố gắng kéo bạn cùng lớp lên. Thấy quần áo của bạn cùng lớp bị sét đánh cháy, Flack, người có thân hình bằng thép, muốn dập lửa giúp anh bạn. Nhưng không ngờ nó lại đốt cháy anh ấy. Điều này khiến Flack cảm thấy khó tin, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của nỗi kinh hoàng. Ngày thứ hai, xe của bố cậu dính bùn. Lúc đầu, bố nhờ Flack giúp đỡ như thường lệ. Flack cũng đã quen với việc chuẩn bị nâng xe, nhưng cho đến khi bố anh nhấn ga, chiếc xe không hề di chuyển chút nào. Flack vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nghĩ chính chiếc ba lô đã ảnh hưởng đến anh ấy, nhưng khi anh ấy phát huy sức mạnh của mình một lần nữa, chiếc xe không chỉ bất động, Flack thậm chí còn bị hất ngước lại. Gần đến giờ đi chợ rồi, bố ra khỏi xe và bảo Flack đừng chơi nữa. Không ngờ tất cả những gì ông thấy chỉ là thằng con trai mình ngã xuống đất, và Flack cũng bị chảy máu cam do gắng sức quá mức. Chuyện gì xảy ra? Con không biết. Flack chưa bao giờ đổ máu, hoảng sợ, nhưng mẹ đã an ủi cậu là có lẽ giống như anh ấy đã đánh thức đôi mắt thấu thị của mình. Đó là một quá trình cần thiết cho sự phát triển. Và vào lúc này, cậu ấy gần như lỡ chuyến xe buýt đến trường. Thấy vậy, bố anh bảo anh đi học trước. Nhưng khi Flack chạy ra cửa, anh choáng váng. Chuyện gì vậy? Siêu tốc độ của cậu cũng không còn nữa. Ở phía bên kia, Eric, một người bạn cùng lớp được Flack cứu. Điều đáng ngạc nhiên là anh phát hiện mình đã lấy lại được thị lực dù bị cận thị. Nhưng chỉ vì dậy muộn 5 phút thôi, bố là giáo viên đã mắng cậu ta một trận té tát. Nhìn bố cứ cằn nhằn những điều nhỏ nhặt nhất, Eric không khỏi vặn lại. Hãy để dành những điều nhảm nhí đó cho lớp học. Sao con dám nói lại? Bố nó giơ tay định đánh. Không ngờ vào lúc này, Eric chặn tay cha mình với tốc độ ánh sáng. Cảnh tượng bất ngờ này ngay lập tức khiến ông bố bối rối. Nhưng vì họp buổi sáng nên ông phải vội vã đến trường. Eric ở đây đã trở nên mạnh mẽ hơn một cách khó hiểu. Nhưng Flack đã phải chịu đựng ở trường. Mới chạy được 1 km, Flack trông như sắp chết. Chân anh thậm chí còn bị chuột rút khi đi bộ. Nhận ra rằng tất cả có thể liên quan đến Seth, vì vậy Flack đã tìm thấy Eric, người cũng bị hack. Muốn hỏi cơ thể anh ấy có thay đổi không, nhưng Eric dường như đang giấu giếm và nói rằng không có thay đổi gì cả. Flack hỏi không ra thì rời đi, không ngờ máu mũi lại chảy ra. Nhìn Flack vội vàng rời đi, Eric âm thầm điều chỉnh trọng lượng lên 600 pound. Sau đó anh ấy ngồi xuống nâng tạ như đang nâng nhựa. Cảm giác mạnh mẽ này khiến anh rất phấn khích, nhưng ngay cả khi anh ta có sức mạnh to lớn, anh ta chỉ có thể nhìn nữ thần vui vẻ cùng người khác với vẻ mặt ghen tị. Không ngờ có tên cướp bất ngờ giật mất chiếc ba lô của bạn cùng lớp. Thấy vậy, Eric nhanh chóng đến chỗ bọn cướp. Đưa tôi cái túi này chàng trai, tốt nhất cậu nên lo việc của mình đi. Không ngờ tên cướp lập tức rút dao găm ra, nhưng con dao găm đã đâm vào tay Eric và vỡ thành từng mảnh. Nhìn vào tay cầm và lòng bàn tay không bị thương, tên cướp và Eric đều bối rối. Eric đã phản ứng vào lúc này, vừa tóm lấy tên cướp và ném hắn đi. Kết quả tên cướp bay thẳng ra xa 300 m. Eric cũng bị sốc trước cảnh này. Anh ấy tỉnh táo lại cho đến khi có tiếng reo hò xung quanh. Eric đã sớm được đưa tin. Flack cuối cùng cũng biết sức mạnh của mình đã đi đâu. Đồng thời, phụ huynh cũng phân tích Eric bị sét đánh khi đang cầm Kryptonite trên tay sẽ dẫn tới sự chuyển giao năng lực. Nhìn Eric nổi tiếng, Flack không biết có thực sự cần thiết phải tiếp tục che giấu siêu năng lực của mình. Bố mẹ thấy vậy liền nhanh chóng an ủi cậu. Hãy nhìn vào mặt tươi sáng Flack, ít nhất là con không phải giấu nó nữa. Thử, cố gắng tận hưởng cuộc sống. Dù vậy, Flack vẫn khó chịu, nhưng nhìn nữ thần của anh đeo chiếc vòng cổ Kryptonite, anh không cảm thấy khó chịu chút nào. Flack dần dần chút bỏ được mối hận thù, và lần đầu tiên anh ấy chơi bóng rổ. Trước đây anh luôn sợ không khống chế được thực lực của mình. Bây giờ anh ấy có thể đổ mồ hôi thoải mái, bởi vì ngay cả khi cả trong lúc chơi có va chạm vào người khác, cậu cũng có thể bị đánh gục, nhưng nỗi đau này sẽ không làm Flack buồn. Ngược lại, nó khiến anh cảm thấy mình thực sự đang sống. Khi Flack dần dần chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống của người bình thường, Eric ở bên kia vui vẻ cầm tờ báo, chia sẻ niềm vui với mẹ, nhưng vẻ mặt mẹ cậu ta chẳng hề tỏ ra vui vẻ chút nào. Bố anh ấy thậm chí còn hẹn bác sĩ để đi kiểm tra. Nếu kiểm tra không có gì bất thường, sau đó đưa anh ta đến đô thị và sử dụng anh ta làm vật thí nghiệm. Con không phải là bố chuột lang của họ. Cha luôn tự mình đưa ra quyết định. Cha ơi, cha luôn như vậy, can thiệp ngay cả trong vấn đề này. Ta thừa nhận con đặc biệt, nhưng con chỉ sống dưới mái nhà này một ngày nữa thôi. Con phải nghe theo chỉ thị trên nói. Tôi không phải là quái vật. Tôi sẽ không đi đâu cả. Eric, thả ta xuống. Cha muốn gì hả? Tôi sẽ không bao giờ lắng nghe ông nữa. Đây chắc chắn là cú sốc lớn đối với Eric. Eric sau khi bị bôi đen đã cầm một chiếc dàn âm thanh đến bên cạnh nữ thần tình yêu bí mật của anh. Anh ấy không còn quan tâm nữa. Tôi muốn hẹn hò với nữ thần trước mặt bạn trai của cô ấy. Nhìn thấy điều này, bạn trai của cô ấy ngay lập tức chỉ cần đẩy và mắng Eric. Không ngờ vào lúc này, Eric vừa đấm vào gương chiếu hậu, bạn trai cô nàng ngay lập tức sợ hãi. Hắn ta sợ quá nên trốn dưới gầm xe, nhưng Eric chỉ thản nhiên nâng chiếc xe lên. Chiếc ô tô 8 tấn bị ném ngay lập tức. Ngay sau đó, dịch chuyển tức thời chặn cậu ta lại không cho chạy. Sau khi chơi mèo vờn chuột chán chê, Eric đá anh ta đi như đá bịch rác. Phút chốc bạn trai nữ thần nhắm mắt lại, sống hay chết không rõ, nhưng Eric vẫn không chịu dừng lại. Thấy vậy, Flack nhanh chóng chạy tới thuyết phục anh bạn. Không ngờ Flack cũng bị hất ra, đập mạnh vào nóc xe. Hãy ra khỏi đây đi đồ quái vật.
kỳ Crush xanh lá đến như vậy. Eric sau đó buồn bã bỏ trốn khỏi hiện trường. Eric chính anh ta đã làm hỏng mọi thứ. Quá sợ hãi, anh đã tìm đến mẹ để cầu cứu. Nhưng bố lại hành động như thể đang đề phòng một con quái vật. Chỉ nó vào anh ta bằng một cây gậy, cảnh sát cũng được gọi đến. Hành động này hoàn toàn làm Eric lạnh sống lưng. Anh ta dùng xe cảnh sát đập nát mái nhà của mình. Nhà Eric xảy ra chuyện, cảnh sát đã đến nhưng không thể khuất phục được anh ta. Khi nghe điều này, Clark lập tức đứng dậy. Mặc dù cậu ấy không còn siêu năng lực nữa, chính cậu là người đã khiến Eric như thế này, nên cần có nghĩa vụ ngăn chặn bên kia. Nếu quay con sẽ bị thương thậm chí là bị giết. Cậu ấy có siêu năng lực của con và có lẽ cậu ấy cũng có điểm yếu của con. Kryptonite, và bây giờ người duy nhất có Kryptonite là Lana. Sau khi hứa trả lại chiếc vòng cổ, Clark đã lấy được Kryptonite. Nhưng khi tới hiện trường, anh chỉ thấy dưới đất bừa bộn. Thấy vậy, Clark nhanh chóng hỏi bố mẹ Eric. Đứa trẻ đã chết đó đã mất kiểm soát và phá hủy nhà tôi. Sau khi nói chuyện, được biết Eric nói rằng anh ấy muốn chấm dứt tất cả. Nghe vậy, Clark ngay lập tức nhớ lại nơi mình bị sét đánh. Quả nhiên, Eric đang ở đây. So sánh với ngày trước, lần này Clark không bắt được Eric. Nhưng Clark tin Eric anh ta không thể sử dụng được siêu năng lực này mãi mãi. Ngay khi cậu ta nhảy xuống dưới đập, Eric bất ngờ xuất hiện phía sau Clark. Thấy vậy, Clark nhanh chóng thuyết phục Eric quay lại. Ồ, vậy bố mẹ tôi sẽ không sợ tôi sao? Liệu cô gái trong mơ của tôi có ngừng gọi tôi là quái vật không? Cảnh sát cũng không bắt tôi à? Tôi có thể giúp cậu, tôi không cần sự giúp đỡ của bạn Clark. Nói xong, Eric ném Clark đi, để làm cho Clark cảm thấy cuộc sống còn tồi tệ hơn cái chết. Eric giật đứt dây cáp, không ngờ vào lúc này, Clark đã chủ động bắt anh ta. Khi Clark cảm thấy Kryptonite phản ứng với anh ấy biết siêu năng lực của mình đã trở lại, và Eric, người đã mất đi siêu năng lực, đã được gửi đến nơi anh ấy nên đi. Câu chuyện này cho chúng ta biết, không có miếng format nào từ trên trời rơi xuống cả.